Bình Thiện và Tú Canh xin kính chào quý khán giả trên kênh Nhịp Sống Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Chương trình được trực tiếp lúc 5 giờ 55 phút sáng hàng ngày. Thưa quý vị, những ngày qua, do mưa kết hợp triều cường khiến nhiều khu vực ở tỉnh Long An bị ngập, trong đó có cả những cánh đồng lúa trĩu hạt mang theo bao hy vọng của nông dân. Thế nhưng giữa dòng nước lạnh và trăm mối lo toan, mọi người đã thấy ấm lòng bởi khoảnh khắc sau đây, khi lực lượng công an, bộ đội, dân quân trên địa bàn ngâm mình tham gia cứu lúa giúp nông dân. Để giúp bà con nông dân thu hoạch lúa chạy lũ, các đoàn viên thuộc chi đoàn công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đến hỗ trợ trăm bình giữa dòng nước giúp người dân thu hoạch lúa. Theo thống kê, hiện xã Thuận Bình có 14 hectare lúa đang trong giai đoạn thu hoạch bị nước ngập hết thân. Với sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, sau hơn 4 ngày triển khai, diện tích lúa bị ngập úng được thu hoạch xong. Cấp ủy chính quyền tích cực liên kết với doanh nghiệp sấy khô và thu mua giúp nông dân để giảm tối đa thiệt hại. Trong khi đó, dải đất miền Trung đang oàn mình hứng đợt mưa lớn trên diện rộng. Tại Thừa Thiên Huế, người dân phải dùng xuồng ghe để di chuyển do các tuyến đường ngập sâu đến cả thước nước. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ từ 1 giờ đến 4 giờ sáng qua, trên địa bàn có mưa to đến rất to. Tại trạm Phú Ốc, lượng mưa ghi nhận được là trên 560mm, Quang Phú hơn 500mm, Thanh Lương gần 500mm, Cổ Bi trên 350mm. Nhiều khu vực ngập sâu từ nửa mét đến 8 tấc. Tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, nhiều tuyến đường bị ngập, người dân phải sử dụng thuyền để đi lại. Còn tại huyện Phong Điền, một số tuyến đường ở những nơi thấp trũng của xã Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ ngập sâu hơn 1 mét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn còn kéo dài đến ngày mai 13 tháng 10 với lượng mưa có nơi trên 250mm. Trong đó từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là từ 200 đến 400mm, có nơi trên 500mm. Đà Nẵng và Quảng Nam trên 300mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp. Cơ quan chức năng cảnh báo một đợt lũ xuất hiện trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Để chủ động ứng phó, giảm thiệt hại, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có công văn gửi các tỉnh thành đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo để kịp thời thông tin đến các cấp và người dân biết chủ động ứng phó. Triển khai lực lượng xung kích ở khu vực ven sông suối, chủ động di dời sơ tán người dân đến nơi an toàn. Người phụ nữ với chiêu lừa chiếm đoạt tiền mua điện thoại bằng ảnh giả chuyển khoản thành công. Chơi hụi, kẻ trắng tay, người đổ nợ, đến lúc cần siết chặt các hành lang pháp lý để bảo vệ quyền lợi cả đôi bên. Nghiên cứu cho thấy trữ lượng cát ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ cạn trong 10 năm nữa. Cục An toàn thông tin cảnh báo, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo bằng chiêu trò làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng xuất hiện trở lại. Chỉ bằng một bức ảnh được can thiệp, chỉnh sửa, các đối tượng chiếm đoạt hàng chục, đôi khi là hàng trăm triệu đồng. Vụ việc mới đây tại quận Ba Đình, Hà Nội là lời cảnh báo. Công an quận Ba Đình, Hà Nội tạm giữ người phụ nữ 39 tuổi trú tại tỉnh Nam Định để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cảnh sát nhận được tin báo của thanh niên có tên viết tắt là M, nhân viên cửa hàng điện thoại tại phường Kim Mã, về việc có một người phụ nữ mua điện thoại trị giá gần 34 triệu đồng. Khi thanh toán, vị khách này đưa hình ảnh thông tin chuyển khoản thành công đến tài khoản của cửa hàng. Tuy nhiên, kiểm tra lại thấy chưa nhận được tiền, nghi ngờ giả mạo, anh M trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Thúy, do cần tiền nên lên mạng tìm hiểu và dùng hình ảnh chuyển khoản làm giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Để ma men cầm lái và gây tai nạn chết người, tài xế ở tỉnh Quảng Bình sau đó nhờ người khác nhận tội thay nhằm trốn tránh trách nhiệm. Nhưng chân tướng đầu dễ xóa bôi như vậy.
Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hồng Sơn, 29 tuổi, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo điều tra, vào tối ngày 5 tháng 7 vừa qua, Sơn điều khiển phương tiện để xảy ra tai nạn. Hậu quả là một người chết trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn Phong Nha. Thời điểm này, Sơn có sử dụng bia rượu nhưng vẫn cầm lái. Sau đó, đối tượng nhờ người khác nhận thay mình nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, trước những chứng cứ mà cảnh sát điều tra thu thập được, Sơn cuối cùng cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Như tin tức Mekong hôm qua có thông tin về vụ bể hụi tại tỉnh Trà Vinh, bằng thủ đoạn lập nhiều dây hụi ma, bà chủ tiệm làm móng tạo khống trên 1.600 chân hụi, chiếm đoạt gần 72 tỷ đồng. Bể hụi và những chiêu trò chiếm đoạt tài sản dù được cảnh báo nhiều, song vẫn cứ xảy ra. Ít thì bạc trăm triệu, cả tỷ đồng, nhiều thì lên đến chục tỷ, trăm tỷ. Đằng sau đó là biết bao cảnh đời, biết bao mái nhà điêu đứng, tan hoang. Và không phải lúc nào cũng có đủ những ràng buộc pháp lý để nhờ pháp luật can thiệp, xử lý, buộc chủ hụi phải bồi thường. Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa mở phiên xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Quyên, 40 tuổi, bị cản 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Quyên là chủ tiệm làm móng ở thành phố Trà Vinh. 8 năm trước, bị cáo bắt đầu lập hụi, đứng ra làm đầu mối để nhận hoa hồng. Đến năm 2018, do một số hụi viên hốt xong không đóng tiền, khoản thâm hụt ngày càng tăng, Nguyên dùng thủ đoạn đăng ký hụi viên ảo nhằm lừa đảo. Từ tháng 9 năm 2020 đến cuối năm 2021, chủ hụi này tổ chức hơn 160 dây hụi, lấy hơn 1.600 phần hụi khống để chiếm đoạt gần 72 tỷ đồng. Ngoài án tù, hội đồng xét xử buộc bị cáo trả lại số tiền chiếm đoạt cho bị hại. Trước đó, hàng trăm người cũng gửi đơn tố cáo đến Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc bị chủ hụi là bà Quan Thị Thảo lừa đảo hàng chục tỷ đồng. Theo phản ánh, từ năm 2018, cho Quan biết khi cùng buôn bán tại chợ Voi, huyện Kỳ Anh, bà Thảo nhiều lần huy động tiểu thương tham gia vào các dây hụi do mình làm chủ. Đến đầu năm 2021, nhiều người liên hệ để rút hụi hoặc yêu cầu trả khoản tiền vay thì bà này tuyên bố vỡ nợ. Còn với hàng trăm người ở tỉnh Đồng Nai thì mấy tháng qua là chuỗi ngày sống trong bi kịch vì niềm tin rót đặt lầm chỗ. Cơ quan chức năng tiếp nhận trình báo của hơn 200 bị hại, người góp ít nhất 10 triệu đồng, nhiều nhất lên đến 4 tỷ đồng. Làm việc với công an, ông Trần Quốc Huy và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương cùng ngụ thành phố Long Khánh thừa nhận, từ năm 2018 đến nay gom tiền hụi của khoảng 500 người cùng một số người quen để làm ăn, tổng cộng khoảng 80 tỷ đồng. Chủ hụi cho biết số tiền này để cho một số người vay để đáo hạn và cho người quen bạn bè mượn làm ăn, kinh doanh, sau đó bị giật. Hai năm trở lại đây, hai vợ chồng Huy không làm gì ra tiền, trong khi số tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài, cộng với gốc và lãi ngân hàng có thẳng lên tới gần 900 triệu đồng. Kéo dài như vậy đến không còn khả năng trả nợ, buộc phải tuyên bố vỡ hụi. Một vụ dỡ hụi khác cũng từng xảy ra tại tỉnh Đồng Nai với số tiền lên đến gần 300 tỷ đồng. Một ngày trước khi dỡ hụi, chủ tiệm vàng Ý Loan vẫn huy động vốn của người dân và chuẩn bị sẵn hành lý định bỏ trốn sang Mỹ. Chỉ đến khi một người khách mua đô la Mỹ phát hiện thông tin chủ hụi định bỏ trốn thì mọi việc mới vỡ lẽ. Hai vợ chồng tiệm vàng này sau đó phải lãnh án 25 năm tù. Điểm lại những vụ việc vừa rồi, có thể thấy tâm lý chung của nhiều người là thường dình dào chữ tín, nhà cửa, tài sản của chủ hụi mà tin tưởng tham gia. Tuy nhiên, cái giá phải trả đôi khi rất đắt khi niềm tin đặt lầm chỗ. Đắt bởi một khi đổ dở, nạn nhân chẳng biết bấu víu vào đâu. Vì gia tài dốc hết mà đổi lại chỉ là những thỏa thuận miệng hay những tờ giấy viết tay, hoàn toàn không có giá trị pháp lý. Các luật sư cho rằng với lợi thế quy động vốn nhanh, lãi suất hấp dẫn nên hình thức chơi hụi thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là ở vùng nông thôn. Hầu hết người chơi đều dựa vào một thứ duy nhất, đó chính là lòng tin. Chủ hụi thường là người có uy tín, vì vậy luôn tạo được sự tin tưởng cho người chơi.
Song hình thức này đang dần biến tướng. Dễ thấy nhất là việc mua bán hụi chết và đặt lãi cao để tranh hốt trước rồi bỏ trốn. Còn các chủ hụi thì đặt tâm lý người chơi nào cũng ham lãi cao để quy động và chiếm dụng vốn. Và cũng không loại trừ trường hợp chủ hụi ngay từ mở chơi đã có ý đồ lừa đảo. Họ dùng mánh khóe phô trương vật chất khiến xung quanh cứ ngỡ họ là người giàu có. Lúc đầu thường chung chi sòng phẳng lãi cao để kích thích lòng tham của người chơi, nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người chơi tham gia sau. Đến khi các con hụi tham gia chơi nhiều thì chủ hụi ôm tiền bỏ trốn. Trong khi đó, người chơi khi góp vốn không có hóa đơn chứng từ để chứng minh, vì thế việc xử lý với thu hồi tài sản trả lại cho người dân là hết sức khó khăn. Nghị định 19 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, bưu, phường quy định rõ việc tổ chức hụi chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia. Trường hợp việc tổ chức hụi có lãi thì mức lãi suất phải tuân theo quy định của pháp luật, nghiêm cấm việc tạo các đường dây hụi dưới hình thức cho vay nặng lãi, và người đứng ra làm chủ hụi phải có thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú. Trong trường hợp chủ hụi tuyên bố dỡ hụi thì người đó phải gánh trách nhiệm pháp lý trước cơ quan nhà nước và đối với việc thành viên tham gia. Đại diện đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo đối với những dây hụi có lãi suất cao bất thường thì phải cảnh giác. Ngoài ra, trước khi quyết định tham gia, người chơi cần tìm hiểu rõ các quy định liên quan. Tình trạng chơi hụi đang có màu sắc đỏ đen, biến tướng, và các chủ bẫy hụi hầu như cùng chung một kịch bản là lập danh sách ảo, cơm tiền, tẩu tán tài sản rồi tuyên bố bẫy hụi. Chiêu trò đơn giản và cũng rất nhiều lần lực lượng chức năng cảnh báo, rất nhiều bài học xương máu nhãn tiền xảy ra. Các kẻ hở về mặt pháp lý cần sớm được bịt lại để không còn nước mắt rơi đắng sau những đường dây hụi. Trong phần sau chương trình, Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong 24 điểm du lịch lý tưởng nhất thế giới. Nghiên cứu báo động cho thấy trữ lượng cát ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ cạn trong 10 năm nữa. Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá xăng vào thứ Năm hàng tuần. Thưa quý khán giả, nói đến Vịnh Hạ Long, trước hết phải nhắc đến vẻ đẹp thần tiên của non nước mây trời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây được đại thi hào Nguyễn Trãi mệnh danh là kỳ quan đất dựng giữa trời cao. Tọa độ này còn được nhiều người biết đến là bảo tàng địa chất quý giá được gìn giữ ngoài trời đến 300 triệu năm. Và mới đây, trên tạp chí Forbes nổi tiếng của Mỹ, các chuyên gia của mạng lưới đại lý du lịch hàng sang Ovation Network đề xuất 24 điểm đến lý tưởng nhất thế giới năm 2024, trong đó có Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một điểm đến được lựa chọn trong danh sách của Ovation Network kể từ danh sách thường niên được hãng công bố vào năm 2020. Nói về lựa chọn Vịnh Hạ Long vào danh sách lần này, tạp chí Forbes nhận định hiếm nơi nào có được sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, ẩm thực tươi ngon hấp dẫn, sự yên bình và giao thông thuận tiện như vậy. Đây cũng là địa điểm tuyệt vời có thể đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách du lịch, từ khám phá thiên nhiên, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm ẩm thực hay thám hiểm phiêu lưu. Hoạt động đáng thử nhất là tham quan vịnh bằng phương tiện thuyền gỗ và ngắm các hang động gắn liền với nhiều truyền thuyết tại hang Đầu Gỗ, hang Sửng Sốt, hang Trinh Nữ, động Thiên Cung. Gần đây nhất, tháng 4 vừa qua, chuyên trang du lịch của hãng tin CNN đánh giá Vịnh Hạ Long là một trong 25 điểm đến đẹp nhất thế giới. Thị trường ưu đãi vẻ đẹp non xanh nước biếc, nhưng để kích cầu du lịch thì giao thông phải đi trước mở đường. Sứ mệnh của cầu Kinh Dương Vương đây cũng vậy. Công trình bắc qua sông Đuống, nối huyện Tiên Du với Thuận Thành của Bắc Ninh và được xem là cầu vòm thép cao nhất Việt Nam, khoảng cách từ mặt cầu lên đỉnh vòm từ 40 cho đến 67 mét. Mời quý khán giả cùng cận cảnh thiết kế độc đáo và đầy ý nghĩa của cây cầu ngay sau đây. Cầu Kinh Dương Vương được khởi công xây dựng cách đây 5 năm, dài hơn 1,5 km, với thiết kế 4 làn ô tô, tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ đồng.
Công trình có kiến trúc 5 vòm chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý, thân rồng cuộn hình chữ S. Giữa đỉnh vòm là đầu cặp rồng rất cao, đổ xứng nhau. Để thi công hạng mục nhịp vòm thép, nhà thầu phải huy động cần cẩu nặng 800 tấn từ miền Nam di chuyển khoảng 1 tháng bằng đường thủy. Kinh Dương Vương là cầu thứ 6 bắc qua sông Đuống, giúp giảm tải ùn tắc, kết nối nhiều tuyến quốc lộ, tạo thành mạng lưới giao thông khép kín phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong vùng. Từ công trình này, người dân có thể tham quan nhiều danh lam thắng cảnh của Bắc Ninh như lăng Kinh Dương Vương, chùa Phật Tích. Còn đây là phương án thiết kế vừa được phê duyệt đối với cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nối trung tâm quận chức với khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình có hình tượng lá dừa nước được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có vị trí xây dựng giữa cầu Ba Son và hầm sông Sài Gòn, kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức với quận chức. Hội đồng tuyển chọn đánh giá phương án thiết kế hình lá dừa nước giúp tối ưu hệ thống cột dưới lòng sông, tạo tĩnh không dưới nước lớn, tránh va đập tốt. Thiết kế này cũng giúp mặt cầu thông thoáng, mở tầm nhìn cho người đi bộ trên công trình. Kiến trúc được xem là phương án độc đáo, ấn tượng, chưa trùng lắp, giản dị, tạo sức hút với người dân, du khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, như chúng tôi có thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương để thực hiện các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển đồng bằng sông Cửu Long. Việc này là cấp bách và cần thiết trong bối cảnh miền Tây đối mặt với nhiều thách thức như điều ta cảm nhận được từ bức ảnh này. Nếu như không nói thì có lẽ là không ai biết khu vực này từng là đất liền, từng là những xóm già bình yên. Số liệu thống kê cho thấy trong 10 năm qua, đồng bằng sông Cửu Long sói lở mất đi hơn 5.300 hectare đất, tương đương với diện tích của một xã. Nhiều doanh nghiệp thở than rằng muốn thuận tiện giao thương bằng tàu lớn phải làm kho xưởng ven sông nhưng lại lo sạt lở. Còn người dân cả đời bám sông nay cũng phiêu dạt, tản mát và lay quay tìm sinh kế sau khi sông đói ngoạm bờ. Thống kê mới đây được công bố tại hội thảo về xây dựng ngân hàng cát cho đồng bằng sông Cửu Long còn cho thấy những số liệu đầy lo lắng hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy lượng cát đổ về từ thượng nguồn Mekong vào Việt Nam qua sông Tiền và sông Hậu năm ngoái ước tính từ 2 đến 4 triệu mét khối. Con số này thấp hơn nhiều so với ước tính trước đây là từ 6,8 cho đến 7 triệu tấn. Số liệu này dựa trên dữ liệu vận chuyển tải lượng đáy, lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy, hàm lượng trầm tích lơ lửng, mực nước, từ đó lập mô hình phân tích mô tả sông Mekong. Trên cơ sở này, các chuyên gia đưa ra 3 kịch bản dự thảo. Nếu tiếp diễn tình trạng khai thác như hiện tại, trữ lượng cát đáy sông sẽ chỉ đủ dùng đến khoảng năm 2035. Nếu giảm lượng khai thác thêm 5% mỗi năm, trữ lượng này có thể duy trì đến năm 2040. Ngược lại, sẽ cạn kiệt vào năm 2030. Khái niệm ngân hàng cát được xây dựng nhằm cung cấp một công cụ để quản lý cát bền vững, tạo sự cân bằng trầm tích tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh cần cát cho phát triển kinh tế, nhưng lại phải đối mặt với sạt lở và mặn xâm nhập. Thưa quý khán giả, theo nhận định và các nghiên cứu của chuyên gia được công bố trên báo VN Express mới đây cho thấy, tổng trữ lượng cát đáy sông hiện tại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long là từ 367 đến 550 triệu mét khối. Lượng cát này được tích lũy qua hàng trăm năm giúp duy trì tính ổn định cho sông, giống như móng của ngôi nhà. Và nếu trữ lượng bị dai mượn quá khả năng bồi quản sẽ để lại các hố sâu khiến con sông trống bụng và tự bù đắp bằng cách ngoạm đất từ hai bên bờ gây nên sạt lở. Thế nhưng thống kê lại cho thấy trữ lượng ngân hàng cát ở miền Tây đang âm 42.300.000 mét khối. Phân bố cát dọc sông Mekong cũng cho thấy thượng nguồn sông Tiền và sông Cổ Chiên đi qua các tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long có trữ lượng cát cao nhất, sau đó là sông Hậu. Cụ thể, trữ lượng ở Đồng Tháp là 75 đến 93 triệu mét khối, hay ở Cần Thơ là 32 đến 48 triệu mét khối. Và cũng theo nghiên cứu này, tốc độ khai thác cát tại miền Tây có xu hướng tăng từ năm 2017 đến năm 2020, cả về điểm và tốc độ. Từ năm 2021 thì xu hướng đảo chiều theo đà giảm xuống.
Và năm ngoái tốc độ khai thác là từ 25 đến hơn 50 triệu mét khối. Số liệu này cao hơn các nghiên cứu tương tự từng thực hiện suốt 10 năm qua. Tuy nhiên, hạn chế là dữ liệu này không tính được lượng cát bị khai thác trái phép vào ban đêm. Bởi nhóm nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh để ghi nhận hoạt động của tàu khai thác cát là các xà lan có cần cẩu từ 7 giờ sáng đến 17 giờ. Do không có ảnh vệ tinh ban đêm, các chuyên gia không thể giám sát hoạt động của tàu cát chui. Cho đến nay, nước ta cũng chưa có nghiên cứu nào giám sát được số liệu này. Nhóm nghiên cứu dự báo nếu trữ lượng cát bị khai thác hết, đáy sông sẽ sâu thêm nửa mét đến một mét. Và hệ quả là thêm 180 đến 200 cạc hecta bị ảnh hưởng mặn, tức là tăng 10%, và biên độ thủy triều sẽ tăng thêm từ 6 đến 8 cm. Các chuyên gia khuyến cáo cần sử dụng ngân hàng cát như công cụ để lập kế hoạch khai thác và quy hoạch quản lý các sông toàn châu thổ. Và quản lý này được điều phối bởi một cơ quan cấp vùng thay vì các tỉnh riêng lẻ theo ranh giới hành chính như hiện nay. Về lâu dài, nên hướng tới sử dụng vật liệu thay thế vì một tương lai bền vững cho miền Tây. Chiều qua, Liên Bộ Công Thương Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Giá xăng có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp sau 3 tháng gần như chỉ tăng. Cơ quan điều hành quyết định giảm 1.595 đồng trên mỗi lít xăng E5 và giảm 1.798 đồng một lít đối với xăng RON 95. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 21.910 đồng một lít và xăng RON 95 là 23.040 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.184 đồng, còn 22.410 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 1.352 đồng, xuống 22.460 đồng một lít. Dầu mã rút giảm còn 16.240 đồng một ký. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu. Trước đó, Bộ Công Thương có báo cáo tóm tắt về nội dung tờ trình sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95 và Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu. Một trong những điểm lưu ý là kỳ điều hành giá sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày. Dự thảo sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì xây dựng theo trình tự thủ tục rút gọn nhằm xử lý những bất ổn trên thị trường, thực hiện mục tiêu bảo đảm nguồn cung, an ninh năng lượng quốc gia. Theo đề xuất của Bộ Công Thương, có hai phương án điều hành giá. Một là giữ nguyên như hiện nay, nhưng rà soát, sửa quy định về phương thức tần suất xác định các chi phí để tính đúng, đủ và kịp thời hơn cho doanh nghiệp. Phương án thứ hai, nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá. Doanh nghiệp đầu mối trên cơ sở này sẽ tự xác định công bố giá bán lẻ, sau đó báo cáo về Liên Bộ Công Thương Tài chính để giám sát. Qua ý kiến góp ý từ một số đơn vị, Bộ Công Thương cho rằng cách điều hành giá xăng dầu như hiện nay có nhiều ưu điểm hơn. Tuy nhiên, thời gian rà soát, công bố chi phí đưa vào giá xăng dầu được đề nghị rút ngắn từ 6 tháng xuống còn 3 tháng. Đồng thời gian điều hành giá sẽ rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, cố định vào thứ Năm hàng tuần. Theo Bộ Công Thương, việc giảm thời gian điều hành giá sẽ đảm bảo giá xăng dầu bám sát hơn với diễn biến trên thị trường thế giới. Việc điều hành kể cả vào ngày kỷ lễ nhằm tránh giá có biến động lớn, ảnh hưởng tới quyền lợi người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này. Song, nhược điểm là thời gian nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam khoảng từ 10 cho đến 15 ngày, nên khi thị trường bất ổn theo xu hướng bất lợi, doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thưa quý khán giả, do chúng tôi có thông tin về sự việc thương tâm tại tỉnh Thanh Hóa. Hai học sinh đang lưu thông thì ngã nhào và đi vào bãi phơi lúa trên đường. Và rồi điều không mong muốn nhất lại xảy ra. Tai nạn khiến một người chết, một người bị thương. Thực tế, do điều kiện một số gia đình không cho phép mà ngày mùa, nhiều tuyến đường lại biến thành sân phơi lúa. Hay có thói quen đốt đồng, nhất là ở những khu vực gần đường giao thông. Dẫu biết là bất khả kháng, nhưng tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính nông dân và cả người tham gia giao thông. Hà Nam cũng như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, khi vào mùa thu hoạch lúa, nhiều hộ dân tận dụng quốc lộ, đường giao thông để phơi rơm, phơi lúa. Có trường hợp dùng cả gạch đá, bàn ghế che chắn khu vực phơi, không cho các phương tiện đi vào. Hay cả tình trạng đốt rơm rạ, gây khói, hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Do cũng không có chỗ phơi, chúng tôi cũng mê ra đây phơi, thế thì xong chúng tôi, các anh cũng giao thông cũng nhắc, chúng tôi cũng cố gắng để dọn cho gọn gàng để trả lại hành lang giao thông ạ. Tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, đối với các trường hợp phơi lúa, trơm trạ, nông sản hoặc đặt máy tuốt lúa trên đường sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng đối với cá nhân, từ 200 đến 400 ngàn đồng đối với tổ chức. Trường hợp có dấu hiệu cản trở giao thông đường bộ thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định là vậy, song việc xử phạt chỉ đếm trên đầu ngón tay, hầu hết chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Bên cạnh cái việc tuyên truyền, thì lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường và cương quyết xử lý những trường hợp nào mà cố tình phơi rơm rạ thóc lúa trên đường, xử lý nghiêm để bảo đảm an toàn giao thông. Tình trạng tận dụng quốc lộ, đường lộ để phơi lúa không phải cá biệt. Có nhiều đoạn lúa phơi tràn ra giữa đường, người tham gia giao thông vừa đi vừa né. Ngay cả nông dân phơi lúa cũng phập phồng bất an. Tình trạng đốt trơm trạ dọc các tuyến đường cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Và thực tế, các sự cố tai nạn xảy ra cũng từ nguyên nhân này. Nhẹ thì bị trơm trạ quấn vào bánh xe gây chết máy, nặng là sự cố cháy nổ, tai nạn và mạng người. Nhịp sống cây mới sáng nay đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.